Và thưa quý vị, liên tục chương trình xin được giới thiệu đến quý vị phần biểu diễn thanh nhạc được thể hiện bởi một học viên vô cùng xinh xắn với ca khúc thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước mang tên Việt Nam Trong Tôi Là. Xin mời học viên Hứa Gia Hân. Thank you.
Xin được cảm ơn phần biểu diễn của Gia Hân cũng như Vũ đoàn Minh Hòa Khánh Du.